Xin trân trọng kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè nam châu quốc tế. Vâng, trước mặt các bác đây là một sản phẩm đến từ thương hiệu là QT Acoustic với mã sản phẩm là S600 Pro. Ở trong video trước em có giới thiệu thì hôm nay là phải unbox và mở hàng ra cho các bác xem. Nhưng mà cơ bản hôm nay về quay là quay trong không gian quá là tối. Nhiều các bác đặt hàng lắm nhưng mà em bận không có thời gian quay. Hôm nay là tranh thủ thôi, chưa không nghỉ nữa. Đấy, chưa không nghỉ nữa, hàng hóa thì cũng gửi văn vãn rồi. Còn đúng một đôi 715 này, các bác nào lấy nốt lấy này. Mở ra giới thiệu với các bác là sản phẩm là QT Acoustic S600 Pro. Đấy, bản Pro, đấy, nâng cấp đặc biệt. Rồi, thì bây giờ xem mở ra mời các bạn xem này. Vâng, và đây là cái phần sản phẩm sau khi em đã mở ra. Thì đây là cái sản phẩm nhập khẩu chính hãng nên là có rất là nhiều tem xác minh nguồn gốc này, tem bên cạnh này, đấy, tem chống hàng giả, hàng nhái này. Đấy, và xung quanh thì em sẽ quay chi tiết hơn cho các bác. Bỗng dưng lại nắng chói gắt quá nên quay nó hơi bị ngược sáng. Nếu mà các bác muốn check mã sản phẩm thì các bác vào phần camera của iPhone nhé, vào phần QR code này trên điện thoại này. Đấy, nó sẽ hiển thị luôn cả website, đó sẽ hiển thị luôn cả website vào luôn chính hãng để các bác cùng xem luôn. Và luôn hãng đây này, em sẽ vào cái chỗ nào tối tí. QT Acoustic sản phẩm mới này. Đấy, QT Acoustic số điện thoại của hãng này. Đấy, QT Acoustic sản phẩm vang. Đấy, QT Acoustic S600 giá cũ là 2.3 triệu, giá khuyến mại còn 1.6 triệu. Em không bán 1.6 triệu, em bán cho các bác là 1.5 triệu, ok không ạ? Đấy, đây các bác xem nhá. Hàng đi theo là có một quyển sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, có cả phiếu bảo hành rồi, ok. Có tặng theo ô tô vít hai cạnh này. Đấy, và tặng theo các bác nữa đặc biệt đó là cái điều khiển của QT Acoustic. Đấy, trên đây là có nút nguồn câm tiếng này, chuyển bài nách bài này, modem mode này. Đấy, modem đây là chọn cửa đầu vào nhá, giảm tăng âm lượng hết, tặng theo đôi pin các bác lắp. Đấy, và có cái dây nguồn. Đây là cái phần đi theo bắt buộc vào. Rồi, thì bây giờ em sẽ quay cho các bác chi tiết cái mặt form của sản phẩm. Mặt form của sản phẩm là các bác nhìn thấy bên từ bên trái sang bên phải nó có logo của hãng này, QT Acoustic này. Cái này tem em sẽ bóc luôn nha, bởi vì em lấy về em dùng mà. Còn các bác nào thích thì các bác gọi thì em sẽ bán luôn cho các bác. Đấy, có cái màng ni lông này. Đấy, bóc ra này. Các bác nhìn nhá, nó đang như này đúng không ạ? Em sẽ bóc ra này. Trời ơi, đẹp chưa? Đấy, bên cạnh là có nút công tắc playback cắt hú này. Ở đây là phần echo này, tùy chỉnh ở phần echo là có delay, refresh, bass, min và tap. Phía trên là có cái màn hình hiển thị các chế độ AUX 1, AUX 2, Bluetooth, USB, optica cáp quang. Đấy. Với bên cạnh nữa là có cổng USB, giao tiếp USB, các bác cắm USB vào chơi nhạc được luôn. Và dưới là phần mic tone là có chỉ là bass, min và tap của phần mic. Trên nữa lại có cái hàng input này. Input nút này là nút lựa chọn tín hiệu đầu vào. Ở đây là nick bài, chuyển bài, các chế độ chuyển bài. Đấy. Và dưới thì lại là music tone, tức là điều khiển âm lượng cũng như nhạc của phần mic. Phần nhạc các bác cắm nhạc vào thì chỉnh được bass, min và tap của phần nhạc. Và bên cạnh này là có ba nút chỉnh rất là to là echo, mic và music. Đó, echo, mic và music thì là phần mặt trước. Rồi, đấy, thì sang bên phần cạnh này. Phần cạnh đây là có tem bảo hành của hãng này. Đấy. Mặt sau rất nhiều cổng luôn. Rất nhiều cổng luôn. Quay này hơi ngược sáng đi nha. Đấy, phần đằng sau thì có cổng mic input này, có jack bằng 6 ly hoặc jack lông. Cửa input tiếp theo đó là giải mã cáp quang, các bác cắm cáp quang vào đây để chơi luôn. Không dùng cáp quang thì các bác bắn Bluetooth. Đấy, chơi qua Bluetooth luôn. Và bên cạnh đây nữa là cửa audio đầu vào, là cửa jack cắm RCA, jack phổ thông truyền thống ngày xưa. Các bác cắm hai đường. Ví dụ như từ TV vào này, hoặc bên này là đầu đĩa này, cái này là bảo vệ thôi, không có gì cả. Không tháo ra. Đó. Bên cạnh đây là phần cửa ra. Cửa ra là sử dụng jack chuẩn là jack calon. Các bác lấy thì em sẽ tặng cho các bác là jack calon sang AV hoặc calon sông đẩy.
Đấy, bên cạnh này nữa lại là cửa cắm xuống đường Kentu nó trung tâm, nhưng thường thường các cửa này là các bác không dùng. Và quan trọng nhất là cái đường súp. Cái đường súp này là nhiều các bác là quan trọng lắm này, là có volume tùy chỉnh súp và cái điều khiển âm lượng của volume. Đấy, đều là rắc lông hết cả. Đằng sau cuối cùng đây là cổng cắm nguồn. Công tắc đằng sau làm rất là bất tiện, công tắc đằng sau. Đấy. Rồi, nói chung là giới thiệu qua các bác như này thôi. Đấy. Thì em sẽ test nhạc trong clip lần sau. Bây giờ thôi tranh thủ nghỉ trưa tí vậy. Trong clip lần sau thì hay là tí nữa em sẽ test nhạc sau. Thì là các bác nào quan tâm thì trực tiếp qua điện thoại dưới phần mô tả nhé. Giá hiện tại là có 1,5 triệu rồi. Đấy. Hiện tại là các bác xem trên hãng là 1,6 triệu, em bán 1,5 triệu, bán pha giá không biết là có sao không. Đấy. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì hẹn trực tiếp nhé. Các bác đấy thì em sẽ tặng cho các bác là dây rắc cắm ca lông, cắm từ vang cơ này xuống đẩy. Đấy. Hàng mới tinh nguyên hộp nguyên kiện. Các bác lấy rất là nhiều, em có rất là nhiều cho các bác. Các bác lấy lẻ thì bán lẻ thôi. Đó. Đây là tem xác minh nguồn gốc xuất xứ này. Logo nhận diện thương hiệu này, tem niêm phong bảo hành này, check mã QR này, website là qtaudio.com này. Đấy. Rất là ghê luôn. Rất là hoành tráng. Đấy, rất hoành tráng, đại ca đại tạo luôn. Đấy, hàng này mà các bác không chơi thì chơi cái gì nữa. Em nói thật các bác nhá, cái vang này vang hàng nhập khẩu chính hãng mà giá nó rẻ. Có 1,5 triệu bạc. Đấy. Nhập khẩu chính hãng mà giá nó rẻ có 1,5 triệu mà. Các bác đi so so giá chung đi. Ví dụ như là các cái hàng vang cơ mà của thương hiệu nổi tiếng thế giới như là CF thì nó phải tầm nếu vang cơ thì thôi em không dám công khai giá. Em nói thẳng là những hàng nhập khẩu chính hãng mà thương hiệu rất là nổi tiếng thì chất lượng nó phải hơn cái loại này khá là nhiều. Nhưng giá em không công khai được. Những cái hàng đó thì em bán thì gọi là bán thôi. Các bác nào quan tâm thì gọi là sẽ biết giá. Chứ còn những sản phẩm này thì giá nó quá là phổ thông rồi, rất nhiều anh em bán rồi. Đấy. Rồi thì hôm nay quay giới thiệu các bác này thôi. Hẹn các bác trong clip lần sau nhé. Các bác nào quan tâm thì vui lòng liên hệ trực tiếp nhé. Đấy, hàng nhập khẩu chính hãng, tem phiếu nguồn gốc xuất xứ đầy đủ. Đấy. Bảo hành cho các bác 1 năm, lỗi đổi mới cho các bác trong vòng 1 tháng. Ok, xin trân trọng kính chào toàn thể các bác nha.